cứu người nhưng lại yếu mệnh, có chăng tồn tại nhân quả trên đời? Chúng ta đều biết rằng thiện ác hữu báo. Người làm việc tốt sẽ có phúc báo, sẽ gặp điều may mắn. Còn người làm việc xấu sẽ gặp báo ứng trừng phạt. Nhưng mà trên thực tế, lại có những người không tốt, nhưng sao không thấy họ bị trừng phạt gì? Hơn nữa cả đời họ còn có vẻ rất hạnh phúc và may mắn. Ngược lại, nhiều người vẫn thấy rằng mình sống rất tốt, sao lại không thấy điều gì may mắn cả, mà lại còn gặp nhiều chuyện buồn phiền, cuộc sống vất vả khó khăn. Có câu chuyện kể rằng, một người từng làm được việc rất tốt, cứu đến hai mạng người mà dường như không nhận được may mắn gì, lại còn hết tuổi thọ và qua đời sau đó không lâu. Thực hư thế nào? Mời mọi người cùng Tinh Hoa TV ngược dòng lịch sử và tìm hiểu sự thật. Thời nhà Thanh vào những năm cuối thời Khang Hy, vùng Hà Giang, phủ Trương Ca Kiều, có một người tên là Lưu Hoành, nhà ở bên sông. Vào một năm nọ, do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, nước lũ dâng cao, thuyền nhỏ chở quá tải thường bị lật chìm trong sóng nước, xuất hiện nhiều nguy hiểm. Một hôm, Lưu Hoành trông thấy một người con gái trong dòng nước xiết, tay nắm chặt nửa mái chèo bị gãy, vùng vẫy lúc nổi lúc chìm. Người trên bờ nóng lòng muốn cứu, nhưng gió mạnh sóng to, không ai dám lao xuống cứu. Lưu Hoành thấy thế, liền nói lớn: "Các ngươi có còn là Nam Nhi đại trưởng phu chăng?" Nói xong, anh ta liền dùng thuyền nhỏ thuận dòng đuổi theo tới 3-4 dặm. Trong quá trình này nhiều lần thuyền suýt lật, nhưng chỉ kinh sợ chứ không mất mạng. Cuối cùng đã cứu được cô gái. Thêm nữa cô gái còn đang mang bầu, có lẽ do thai động nên hôm sau cô sinh hạ một bé trai. Điều người ta không ngờ là Lưu Hoành cứu được hai sinh mệnh. Vậy mà hơn một tháng sau lại đột nhiên phát bệnh. Khi ấy anh ta vẫn đi lại như thường, nhưng lại dặn dò vợ con chuẩn bị hậu sự. Người xung quanh lấy làm kỳ quái, gặng hỏi nguyên nhân. Lưu Hoành thở dài nói: "Đại hạn của tôi khẳng định là sẽ đến. Đêm hôm tôi cứu mẹ con cô gái ấy, tôi mộng thấy mình đi tới một nha phủ. Một sai nha dẫn tôi vào đại điện. Vị quan trên điện lấy sổ sinh tử ra xem, chỉ vào tôi và nói rằng: ngươi đời này làm nhiều việc xấu, tích tụ trùng trùng ác nghiệp, đáng lẽ hôm nay phải chết, sau sẽ đầu thai làm thân lợn trong năm kiếp, mỗi kiếp đều bị đồ tể xẻ thịt róc xương. May sau hôm nay lại cứu được hai sinh mệnh, tích âm đức to lớn. Chiếu theo pháp luật cõi âm, ngươi sẽ được hưởng thọ thêm 24 năm. Nay lấy số năm hưởng thọ này để tiêu trừ đi ác nghiệp ngươi tích kia trước, nên ngươi vẫn sẽ chết vào ngày đã định, nhưng được miễn trừ năm kiếp chuyển sinh làm lợn. Nếu nay ngươi tận số, e thế nhân không hiểu chân tướng mà hoài nghi rằng ngươi làm được việc tốt mà lại phải chết sớm. Nên ta đặt cách gọi ngươi đến đây, nói rõ ngọn nguồn để mọi người biết được duyên cớ. Nhân quả đời này của ngươi kết thúc tại đây, đời sau phải nhớ nỗ lực hành thiện." Không hoài nghi gì nữa, nơi Lưu Hoành tới hẳn là âm phủ. Người mà anh ta gặp chính là phán quan. Anh bị gọi tới âm phủ là để khi quay về dương gian nói rõ việc nhân quả, để thế nhân sáng tỏ lý thiện ác hữu báo. Nhờ đó mọi người có thể lý giải được việc anh sắp ra đi. Lưu Hoành kể chuyện xong lại nói tiếp: "Tôi tỉnh dậy, thấy giấc mộng này rất u tối, trong tâm khó chịu nên không nói với mọi người. Nhưng nay quả nhiên sinh bệnh, ngày chết đang đến gần, tôi còn có thể hy vọng sống tiếp chăng?" Không lâu sau, Lưu Hoành tạ thế đúng như lời kể. Điều tốt là anh đã tránh được thân lợn kiếp sau mà được chuyển sinh làm người. Người bình thường nếu không biết tường tận thì dễ cho rằng
ông trời quá bất công. Tuy trước đây Lưu Hoành đã làm những chuyện không tốt, nhưng đã ra tay cứu được hai mạng người, tích được bao nhiêu đức rồi. Vì sao còn bắt anh ta chết sớm như vậy? Kỳ thực, quan niệm này dựa trên việc con người nhìn nhận rằng chết là kết thúc. Người ta sợ hãi trước cái chết và nghĩ rằng sống thật lâu mới là hạnh phúc, để có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp của thế gian. Khi biết được nguyên nhân thực sự phía sau cái chết của Lưu Hoành, chắc hẳn mọi người đều cảm khái rằng thiên thượng quả là công bằng, thưởng phạt phân minh, không hề có sai lệch. Người xưa cho rằng sinh mệnh của con người không đơn giản chỉ là kiếp sống trăm năm, mà đó là một quá trình dài lâu, từ kiếp này sang kiếp khác. Thậm chí có những người hiện nay là người bình thường, nhưng trong quá khứ rất lâu về trước, họ có thể đến từ tầng thứ rất cao, từ một thế giới thần tiên dần dần rơi xuống nhân gian. Chúng ta từng nghe vô số những câu chuyện như thế trong cả truyền thuyết phương Tây, phương Đông và cả các câu chuyện dân gian. Họ có chung một nguyên nhân để rơi xuống dưới, đó là họ không còn tốt nữa. Họ đã làm những việc không xứng đáng với vị trí là thần tiên, nên họ phải hạ xuống làm người. Tuy con người được coi là anh linh của vạn vật trên trái đất này, nhưng nếu con người làm ra những việc không tốt thì cũng sẽ tiếp tục bị rơi rớt. Có thể kiếp sau chuyển sinh thành động vật, thực vật, phải trả những món nợ mình đã gây ra dưới địa ngục. Đó là nguyên nhân người xưa luôn nhắc nhau phải khiêm tốn, không ngừng tu dưỡng bản thân và không oán trách khi gặp chuyện khó khăn. Họ hiểu rằng những khó nạn trong đời họ có nguyên nhân bắt nguồn từ chính họ, do trước đây họ làm điều không tốt. Nhưng nếu có thể giữ cho mình sự thiện lương để bước qua nghịch cảnh, thì họ sẽ trả được các món nợ từ trước và tích được nhiều đức để có tương lai hạnh phúc. Cổ nhân cho rằng cần nỗ lực tích đức hành thiện để có tương lai hạnh phúc. Hơn nữa, họ luôn tìm kiếm một con đường tu luyện hồi thăng với mong muốn quay về ngôi nhà thực sự của mình, ngôi nhà trên thiên thượng. Tinh thần này của người xưa quả thực rất đẹp. Vậy nên quý khán thính giả thân mến, sau này nếu có gặp phải bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, thì mọi người cũng đừng nên quá thất vọng và oán trách. Thay vào đó là giữ cho mình một tâm thái bình an, mạnh mẽ để sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Và mọi người có tin rằng bản thân mình cũng có một ngôi nhà trên thiên thượng không? Hãy để lại ý kiến của mọi người qua phần bình luận bên dưới, và chúng ta sẽ bàn đến chủ đề này trong các video tiếp theo.